Hôm trước đưa tiền bảo mua cho ít quần áo tử tế mà mặc đã mua chưa? Đã kịp mua đâu, mẹ trấn lột hết rồi. Đã bảo là không đưa cho mẹ cơ mà. Không biết là mẹ cứ hở ra đồng nào là tuồn luôn cho thằng ca sĩ nửa mùa đấy à? Nhưng mà em cứ thấy thương mẹ kiểu gì ý. Lớn bằng từng này rồi trả cho mẹ đồng nào cả. Xuống dưới đấy có điều kiện rồi, học hành cho nó tử tế, sau này kiếm tiền biếu mẹ, tư cách nó cũng khác đấy. Mà này, em xuống dưới đấy mà còn phá phách nữa nhá, thì dù có ở nhà cao cửa rộng chị cũng trèo vào chị chặt cho gãy chân đấy. Tốp. Chị nói nhiều ong hết cả thủ rồi đấy. Mà sao trên đời lại có người chưa già lẩm cẩm như chị nhỉ? Ở nhà. Không. Thằng Chí nó có đi hay ở ấy thì mẹ cũng có được đồng nào đâu mà mẹ giữ nó làm gì. Công đẻ, công nuôi, công dưỡng dục. Mày bảo mày định cướp nó đi là mày cướp trắng á. À, mày giỏi đấy. Ở cái nhà này, mọi chuyện mày đều tự quyết định. Mày có coi ai ra cái gì đâu. Đến mẹ mày, mày còn chẳng coi ra cái gì cơ mà. Tao từ mày. Lại từ? Ừ. Sao suốt ngày mẹ đòi từ con thế? Thế thì để con nói một lần luôn cho rõ ràng nhá. Công sinh thành của mẹ, con vẫn hiểu. Và giờ con vẫn đang cố gắng đền ơn đây. Còn công dưỡng dục ấy, thì từ trước tới giờ, mẹ chưa dưỡng dục chị em con được ngày nào đâu. Mày nói cái gì? Con nói có gì sai à? Mẹ đẻ chị em con ra, mẹ để chị em con tự sinh tự diệt. Đói thì tự ăn, ốm đau tự dắt nhau đến bệnh viện. Con nói thật, nếu như ngày xưa mà không có bà cháu nhà anh Phúc kêu mang ấy, thì đến bây giờ mẹ cũng không còn nhìn thấy đủ hai đứa con ngồi đây đâu. Năm 6 tuổi mẹ đã bắt con đi làm thuê làm mướn cho nhà người ta, rồi cõng theo thằng em nhèo nhẽo. Mẹ có biết vì sao mà ngày xưa con được đi học không? Vì thầy cô nhà trường thấy thương con, ngày nào cũng phải đứng học lén ở trước cửa lớp kia kìa. Sau này có bà của anh Phúc cho con tiền để đi học. Thế cho nên mẹ đừng có kể công nữa. Thôi, em sắp đi rồi đấy. Hai người cứ thế này làm sao yên tâm được. Vừa mới hôm trước bảo là hiền dịu với mẹ xong. Ra là thế đấy. Đi đi. Đi luôn đi. Đi đi. Cút đi. Ôi. Mày đừng tóc cần à. Ôi mẹ. Con thương mẹ mà. Cái bà Minh kia bà ấy cứ phũ mồm thế thôi. Mẹ biết từ hồi xưa thì còn gì nữa. Sau này con về bên kia kiếm được cái vị trí nào mà nó ngon ngon ấy thì người đầu tiên con lo là mẹ đấy. Nhá. Làm sao mà cái đứa nó thương mẹ, cứ bỏ mẹ nó đi. Còn cái đứa thì nói như tát nước vào mặt mẹ, chứ nó cứ ở lì ra đấy. Hay là em không đi nữa nhá. Ở nhà Minh nuôi cả em cả mẹ luôn. Này, tôi mà đổi ý là ở nhà luôn đấy. Ừ. Em chỉ sợ em đi rồi Minh không sống nổi thôi. Thì thôi em lại đi vậy. Nhớ là không được để ốm đấy nhá. Vâng. Em tôi nó còn non dại, có gì nhờ anh giúp đỡ. Đi. Mẹ ơi con đi đây. Ô, chị ơi, chờ mẹ tí đã. Anh ơi, tí nữa em gọi lại nhá. Bây giờ tí nữa. Mẹ của mẹ, cho mẹ ôm em bé tí nào. Nhớ lời hứa với mẹ chưa? Thường xuyên gọi điện về nhà cho mẹ nhớ chưa? Vâng. Thôi đi. Em bé thơm mẹ tí nào.
Nhanh lên, người ta đợi rồi. Đi. Mẹ đứng yên đấy. Đừng sợ, có bất cứ vấn đề gì gọi về cho chị, nhớ chưa?